dehydro hóa etin benzen. Bây giờ chúng ta là C6H5 etin CH2 CH3 dehydro hóa là tách hydro ra. Chúng ta sẽ thu được styren C6H5 CH nối đôi CH2. Lấy thằng này chúng ta tham gia vững trùng hợp để thu được polystyrene polystyrene là C6. Cái chỗ đây là tương ứng với C 8 H8 thì polystyrene là lấy cái công thức này tất cả n lần lên. Ở đây chúng ta lưu ý như sau. Giá trị n này không ảnh hưởng tới bài toán, chúng ta theo lơ n đi. Em thấy lúc đầu là C8H10. Về C8H8 C được bảo toàn đúng không ạ? Ở đây đề cho khối lượng của polystyrene là 10,4 tấn. Và người ta cho hiệu suất chung là bằng 80. Bây giờ em ta tính như sau, em sẽ lấy 10,4. Em chia cho m lớn của polystyrene là C8H8 12 x 8 cộng 8 mol của etin benzen bằng mol của thằng này. Như vậy em nhân cho m lớn của hắn là 12 nhân 8 cộng cho 10. Do nó đằng trước thì chúng ta nhân cho 100 chia hiệu suất 13,25 tấn. Ở đây mình chọn đáp án đúng là câu C.